Thưa quý vị và các bạn, Minh Hải miền Đông tiếp tục trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện liên quan tới mẹ chồng nàng dâu. Và nói về chủ đề mẹ chồng nàng dâu là chủ đề muôn thuở buồn vui có và đây là những câu chuyện rất là buồn cho số phận của những nàng dâu. Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện lại. Mẹ chồng nằm trên giường bệnh, nhìn thấy tôi thì ái ngại xin lỗi vì cách cư xử lúc trước, nhưng ngược lại, tôi đã cười cảm ơn bà. chồng tôi có hai anh em trai Chồng tôi là con cả Sau khi chúng tôi làm đám cưới được 5 năm Thì em trai chồng mới kết hôn Vừa cưới được mấy tháng Em dâu đã mang thai sinh đôi Và đẻ được hai bé trai đáng yêu Trong khi 4 năm kết hôn Tôi sinh được hai bé gái Cũng vì lý do đó Mà mâu thuẫn ngày càng nảy sinh Mẹ chồng tôi Quý dâu út và hai cháu trai coi thường dâu cả cùng hai cháu gái năm năm làm dâu và ở chung tôi chăm sóc bà chú đáo không thể chê được điều gì đồng thời cũng vun vén mọi thứ cho gia đình nhà chồng sửa sang nhà cửa mua sắm đồ dùng chẳng tính toán điều gì cả vậy nhưng vừa có hai cháu trai thì mẹ chồng lập tức khinh thường phủ nhận mọi công lao mà tôi đóng góp cho gia đình nhà chồng em dâu và em trai cũng ở chung Nên bà ngày càng trước mắt tôi Bất kể tôi làm chuyện gì Bà cũng không hài lòng Luôn so sánh với dâu út Tôi không thấy mình có điểm gì thua kém em dâu Ngoài việc chưa sinh được con trai Nhà em trai chồng thấy mẹ thiên vị mình Nên cũng tỏ ra coi thường anh chị Nhiều lúc tôi rất bức xúc Nhưng lại nhịn để nhà cửa được yên ấm Ngày đi làm Tối về là tất bật với việc nhà Cơm nước dọn dẹp Phục vụ cả đại gia đình Thế mà tôi vẫn bị đối xử bất công Nhưng nhìn hai con gái Thương chúng nên tôi luôn cố nín nhịn tất cả Xong cây muốn lặng mà gió chẳng dừng Họ không muốn nhìn thấy chúng tôi trong căn nhà này nữa Cuối cùng vào một ngày hôm đó Mẹ chồng kiếm bừa một cái cớ rồi đổ cho tội lỗi hỗn lão để đuổi vợ chồng tôi cùng hai cháu gái ra ngoài ở. Trong khi chúng tôi không có một xu dính túi. Bởi vì lúc trước vừa mới gom góp tiền sửa sang nhà cho em trai chồng cưới vợ. Thời điểm đó thiếu tiền còn phải vay mượn thêm. Vừa rồi chúng tôi mới vừa hay trả hết nợ. Đau đớn, cay đắng và chua xót nhưng thương chồng con Nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận Chồng tôi không kiếm ra nhiều tiền Nhưng anh hiền lành chăm chỉ Trung thủy và yêu thương vợ con Từ sau khi ra ngoài ở Anh cũng ít về nhà Và hiếm khi liên lạc với mẹ và em trai Anh không nói Xong tôi cũng hiểu chồng đứng về phía vợ và con Sau nửa năm ra ngoài thuê nhà ở Chúng tôi quyết định chuyển vào Nam sinh sống Hy vọng xây dựng cuộc sống mới Mới thế mà Đã 4 năm trôi qua đi rồi 4 năm qua chúng tôi không về thăm mẹ chồng Tết đến Gửi cho bà chút quà mà thôi Mà nhường như bà cũng không mặn mà Với việc gặp lại con cháu Vậy nhưng đột nhiên cách đây nửa tháng Em trai chồng gọi điện vào cho anh Báo rằng mẹ bị tai biến Hiện tại đang điều trị ở bệnh viện chúng tôi lập tức thu xếp công việc đưa con về thăm mẹ chồng về tới nơi tôi không khỏi kinh hãi khi nhìn căn nhà cũ căn nhà khi trước bây giờ đã biến mất thay thế bằng một biệt thự cao lớn xa hoa hỏi ra mới biết em trai chồng làm ăn thua lỗ phải gắn nợ cho người ta họ xây biệt thự và chuyển đến ở rồi còn mọi người hiện tại cất tạm chiếc nhà nhỏ xíu ở mảnh vườn ngay bên cạnh may mắn mẹ chồng đã qua cơn nguy kịch nhưng hậu quả của cơn tai biến này khiến bà phải ngồi xe lăn suốt cả đời cần người chăm sóc kế cận mẹ chồng nằm trên giường bệnh nhìn thấy tôi thì ái ngại xin lỗi vì cách cư xử lúc trước nhưng ngược lại tôi đã cười cảm ơn bà mẹ không phải xin lỗi gì cả mà con cần cảm ơn mẹ mới đúng Nhờ có ngày đó mẹ đuổi vợ chồng con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng Cuộc sống khó khăn nên chúng con quyết định vào Nam làm lại từ đầu Cũng vì thế mà xây dựng được cơ ngơi hiện nay Bốn năm qua chúng tôi đã xây được nhà, mua được ô tô Và gây dựng nên một xưởng sản xuất làm ăn phát đạt Nợ nần ban đầu vay mượn để kinh doanh cũng đã trả hết Hiện tại vợ chồng tôi đang điều hành xưởng với hơn 10 công nhân mẹ chồng nghe được lời cảm ơn của tôi thì bật khóc nức nở chúng tôi xây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng còn em trai chồng lại phá tan tất cả bán nhà bán đất và rút sạch cả sổ tiết kiệm của mẹ chồng lúc này mẹ chồng mới nhận ra mọi chuyện thì đã muộn rồi bà vừa khóc vừa nắm chặt lấy tay tôi xin lỗi và ân hận vì quá hổ thẹt nói không hà hê trong lòng là nói dối nhưng dẫu sao bà cũng là mẹ chồng của tôi em tai chồng rơi vào khó khăn sau khi mẹ chồng ra viện chúng tôi quyết định đón bà vào nam chăm sóc cho vẹn nghĩa còn em tai chồng có túng thiếu thế nào cũng không thuộc trách nhiệm phận sự của chúng tôi tất nhiên là tôi giận mẹ chồng và cũng không hề quên chuyện cũ tôi cũng chẳng phải là con người cao thượng gì cho cam nhưng tôi phải cư xử đàng hoàng để các con nhìn vào Ngoài ra hết tình thì vẫn còn nghĩa Cùng trách nhiệm Mọi người nói có đúng không Vâng Thưa các bạn Câu chuyện mà nàng dâu Một người phụ nữ Đã chia sẻ lại Cuộc hôn nhân Đầy chua sót và cay đắng của mình Khi về làm dâu Với mẹ chồng Cũng vì trọng nam khinh nữ mà bà đối xử tệ bạc với người con dâu cả Rất là buồn thay Khi bà đuổi hai vợ chồng con dâu cả ra khỏi nhà Thì trong người không có một xu Và rồi anh chị đã vào Nam lập nghiệp Và trời không phụ công người lao động Bốn năm trời ở trong Nam Anh chị đã thay đổi cuộc sống hoàn toàn Và giờ đây mẹ chồng thì ngược lại bà nằm một chỗ vì bệnh ti biến và cô ta đã ra ngoài bắc đón mẹ chồng vào trong nam để chăm sóc cô ta nói thật trong lòng cũng chẳng thích gì mẹ chồng nhưng đạo nghĩa làm con thì mẹ chồng cũng như là mẹ của mình nên cô ta phải làm tròn nhiệm vụ và để cách cư xử đàng hoàng để các con của cô ta nhìn vào và tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để chia sẻ về câu chuyện này tôi chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào hẹn gặp lại